Rồi, mình xin chào hết bà con và các bạn thân yêu của mình nha. Cảm ơn hết bà con và các bạn đã trở lại với kênh của Năng Trần Cuộc Sống Mỹ. Chiều nay thì cuối tuần nữa rồi các bạn ơi. Các anh em người miền Tây xa xứ có cơ hội họp mặt nữa rồi. Đây trước cửa nhà mình đây các bạn thấy đó, hôm hổm thì rất là đẹp ha. Còn bây giờ thì tuyết rơi đầy hết trơn như thế này nè, các bạn thấy chưa? Thời tiết ở đây rất là khắc nghiệt ha. Nhưng mà sống ở đây cũng quen rồi các bạn, cho nên anh em mình không có khe mấy. Thời tiết xấu thì xấu nhưng mà cũng vẫn hợp mặt như thường. Rồi, thôi bây giờ mình cũng mới mua được một mớ đồ bỏ trên xe đây. Bây giờ mình dọn vô nhà nấu ha các bạn, để coi chiều nay mình ăn món gì nha. Các bạn vào nhà nấu với mình ha. Rồi, đây các bạn nhìn xem mình mua được mấy món gì đây. Chuẩn bị chiều nay cho một nồi bún riêu các bạn ơi. Chiều nay mời các bạn ăn bún riêu nha. Đây, mình đã mua riêu cua nè ha. Mình mua thịt xay rồi đây. Rồi cà, rồi nấm đùi gà nữa ha. Rồi bắp chuối, các bạn thấy không, bắp chuối đã có đầy đủ rồi ha. Còn bên đây thì huyết heo ha. Rồi mình cũng mua sườn non nữa nè. Sườn non này để mình bỏ vô hầm cho ngọt nước. Sẵn mình cũng có thịt ăn luôn. Rồi mình mua thêm chân gà nữa nè. Một hồi về hầm xả ha. Rồi chiều nay chỉ có món bún riêu với chân gà hầm xả ha. Và các bạn bắt tay vào làm việc với mình. Bây giờ cô Trang bà xã chưa có về rồi. Bây giờ chiều nay mình phải ra tay nấu bún riêu rồi. Bữa nay đàn ông vào bếp nữa ha các bạn. Rồi quay quanh đây thì mình bắt lên hai nồi nước khổng lồ rồi nè các bạn thấy chưa. Cái nồi to này để làm bún riêu ha. Còn cái nồi nhỏ này mình chuẩn bị luộc huyết. Chiều nay thì mời các bạn nấu bún riêu với mình nha. Mình cũng không có nấu chuyên nghiệp đâu. Mà lâu lâu nấu một lần ăn cũng ok lắm. Bà xã thì nấu ok lắm, mà họ hy vọng bữa nay mấy chị xuống lại nấu ok nữa là good quá không. Cái này củ cải trắng ha các bạn. Củ cải trắng mình bỏ vô trong bún riêu hồi mình ăn không cũng ngon á. Đây còn sườn non thì mình sơ chế xong rồi nè các bạn thấy chưa. Sườn non ở đây thì mình mua về thì mình phải lấy muối mình chà cho thiệt sạch ha các bạn. Như vậy mình phải bỏ vô mình luộc xương một cái rồi mới bắt đầu bỏ qua nồi hầm được ha. Chứ để không thôi là nữa nó có mùi là ăn không có ngon lắm đấy. Bây giờ thì còn nguyên cái khu bên này nguyên chưa đụng tới gì hết. Nhưng mà làm từng khâu một ha các bạn. Bắt tay với mình nha. Đây các bạn nhìn xem sườn mình đã trụng nước sôi rồi ha. Cho nó hết máu, như vậy thì nữa mình ăn nó mới ngon. Chứ để mà sườn ở đây thì nó qua hệ thống lạnh đó các bạn. Nếu các bạn về bỏ vô nấu ăn liền thì nữa nó không có ngon lắm ha. Rồi nồi bún riêu mình tới đây rồi đây. Bây giờ mình đang hầm thịt sườn non các bạn thấy chưa. Bên này thì mình cũng bắt nồi lên mình luộc huyết rồi nè. Huyết ở đây thì nó không có tươi lắm ha các bạn. Cho nên mình luộc mình phải bỏ vô miếng gừng ha. Cho nó khử mùi, ăn nó thơm hơn. Như vậy thì một hồi mình đem ra sắc là mình xào lại nữa chứ không phải gì là ăn liền đâu. Thì bây giờ mình bắt tay vô mình làm riêu cua ha các bạn. Đây mình có 3 pound thịt nạc xay nè, các bạn thấy chưa? Ở đây nó đổ rau quá đó. Mình mua ở chợ nào cũng được ha. Cái này mình chia sẻ cho các bạn xem cho vui thôi nha. Thật ra cái môn bún riêu này mình học từ mom của mình đó, mẹ mình dạy đấy. Nấu ăn cũng ok lắm, nhưng không biết chắc cũng tùy theo ý thích của mỗi người ha. Nhưng bún riêu này mình có thịt bằm á các bạn. Rồi hồi mình bỏ vô mình làm cho nó đặc lại ha. Đây mình sẽ dùng 6 cái trứng gà ha. Rồi đây bột niêm gà, đường, muối. Nhà mình thì mình không có ăn bột ngọt các bạn ơi. Rồi đây thì gia vị của bún riêu quốc Việt á ha, các bạn biết rồi ha. Còn ở đây thì coi nè, thịt cua nhìn ngon ghê chưa. Ở đây nó bán như vậy đó ha. Rồi mình sẽ bỏ vô. Bên này thì mình cũng ấy rồi nè. Mình sắc hành các bạn nhớ mua hành cộng ha, cho cứng một chút. Mình sắc vô gì thì bỏ vô nữa mình ăn cái miếng thịt nó sẽ mềm hơn. Một hồi miếng thịt này nó đặc lại ăn sẽ mềm hơn ha. Rồi mình chia sẻ cho các bạn xem cho vui thôi. Chứ thật ra thì mình không phải nấu chuyên nghiệp đâu nha. Các bạn đừng có cười mình ha. Đàn ông ở Mỹ này cực lắm. Ai cũng làm mới có ăn đúng không các bạn. Cho nên bây giờ thì bà xã mình chưa về thì mình về sớm mình phải làm thôi. Đó. Mình xong cái công việc này rồi mình sẽ nhào qua mình làm rau nữa nè, các bạn thấy chưa? Để cá đóng đây mà bây giờ chưa có ai làm hết trơn thì mình phải làm thôi chứ ai làm.
Rồi bây giờ mình bắt tay vô làm riêu cua nè các bạn, thấy không? Đây riêu cua nè, mình khui ra nguyên cái này nhìn ngon ghê không? Mình mua ở Mỹ thì nó bán gì nè ha. Đó, bây giờ mình đổ vô đây. Đấy, thịt cua không đây các bạn, rất là ngon ha, thơm phức luôn, thơm tuyệt vời luôn nè. Đấy, mình sẽ dùng hai hộp lớn nha các bạn. Mình thay vì ở Việt Nam thì người ta có cua để người ta xay ra người ta làm cái nước ngọt ha, còn mình ở đây cái cua này, cái thịt cua này nó cũng ngon lắm. Mình đây các bạn thấy không, uống riêu cua ha. Đấy thì mình sẽ dùng đây, mình sẽ dùng 6 cái trứng ha các bạn, 6 cái trứng gà là được rồi. Sáu cái thì ít quá, chắc mình thêm 2 cái, 8 cái đi các bạn ơi, 8 cái thì nhìn ngon thật ha. Đó, 8 cái ha. Rồi tiêu, này tiêu mình xây sẵn ở đây các bạn thấy chưa, tiêu nhiều chút xíu ha cho nó cay cho nó ngon. Rồi hành hồi nãy mình sắc sẵn ở đây, nhớ là hành này các bạn dùng cái cọng nhiều một chút ha, cái cọng hành nhiều một chút thì nữa cái thịt này mình ăn nó sẽ xốp hơn, nó không có bị cứng ha. Đây, bữa nay đàn ông vào bếp mà nấu bún riêu nha các bạn, các bạn đừng có cười nha, đàn ông ở Mỹ cực lắm, chẳng những cực mà còn khổ nữa chứ không phải cực không đâu ha. Đi làm việc rất là nhiều, còn về nhà còn nấu ăn nấu uống rồi còn con cái đủ điều hết các bạn ơi. Như thế đây, bây giờ cái này là cái cốt bún riêu nè các bạn, mình mua của Bất Việt đấy, mình cũng bỏ vào đây khoảng 1.5 muỗng ha, tại vì trong này nó có cốt bún riêu cua rồi cho nên mình bỏ này ít thôi. Và bây giờ mình nêm khoảng 3 muỗng đường, 3 muỗng đường, rồi 1 muỗng bột nêm ha, và khoảng hơn nửa muỗng muối chút xíu thôi, tại vì cái riêu cua nó cũng hơi mặn mặn rồi đó, chỉ thế thôi. Mình chấm lên, chấm lên cho thật đều các bạn ha. Mình làm thì không có chuyên nghiệp đâu nha các bạn, cái này mình chia sẻ cho vui thôi các bạn. Các bạn thanh niên nào mà thấy mình làm học hỏi theo mình thì mình nghĩ làm ăn ok thôi nha, chứ còn nói ngon như người ta thì chắc chắn không có ngon bằng người ta nấu chuyên nghiệp rồi hả các bạn ha. Mình chỉ nấu ở nhà ăn cho vui thôi, chứ mình nghĩ mà nấu ngon giống như nhà hàng thì chắc mình không có nấu ngon bằng rồi đó. Thế đấy các bạn, đó mình chịu khó trộn đều một chút ha. Rồi đây các bạn thấy mình có một cái thao riêu thật là to nè, thấy chưa, quá to luôn ha. Như vậy thì một hồi cái nồi kia mình hầm gần xong rồi mình sẽ lấy cái giá ha các bạn, rồi mình hạ lửa thấp xuống ha, rồi mình múc bằng cái giá nhỏ mình bỏ vô, múc giá nhỏ mình bỏ vô, đừng có để lửa sôi lớn nha các bạn, để lửa cho thật là nhỏ, nó vừa lên tim thôi. Rồi mình bỏ vô như vậy thì một hồi nữa nó đặt lại, nó đông lại thành một mỗi một cái viên tròn to to vậy, nhìn ngon lắm. Đây, bây giờ mình đã có một cái thao thịt xay khổng lồ này các bạn thấy chưa? Bún riêu cua đồng ha. Nhưng mà cái này mình không có cua đồng thì mình làm bún riêu cua hộp. À, bữa nay các bạn nấu cái món bún riêu cua hộp với mình nha, chứ không phải là bún riêu cua đồng ha. Rồi bây giờ sắc cà các bạn ơi. Các bạn mua cái loại cà này nè ha, cái loại cà trái dài này mua ở chợ Mỹ á, cái loại này sắc ra nó đặc ruột, nấu bún riêu ăn ngon hơn ha, thấy không? Đừng có mua cái loại cà tròn nó bọng ruột, nó ăn không có ngon bằng ha, loại này ngon hơn nè. Rồi thời chánh về rồi các bạn ơi. Hello. Hello bà xã. Nãy giờ mình nấu nhiệt tình lắm, nãy giờ bữa nay mình nói là men cooking, bữa nay bây giờ thời chánh về rồi. Đây bây giờ nồi bún riêu mình tới đây rồi đây. Bây giờ thợ chánh về chắc mình phải giao lại cho thợ chánh rồi các bạn ơi. Chắc ăn ha. Để mình nấu bữa nay mà dở cái bà con chê luôn á. Đây nè các bạn thấy không? Cà này mình mua về nó muốn đặc ruột luôn ha. Cà này hồi mình xào xương á mình mới đổ vô bún riêu. Bây giờ thợ chánh về rồi các bạn ơi, bây giờ thợ chánh làm bắp chuối rồi ha. 2 cái bắp chuối 10 đồng nè các bạn. 10 đồng hả em? Ừ. Vậy mà hồi nãy anh nói 12 đồng. Anh nói sai rồi, xin lỗi các bạn nha. Anh còn nói mắc hơn nữa hả? Bà xã hôm qua nói 10 đồng mà mình nghe 12 đồng, không biết mình nghe lộn cái gì á. À
chuối 10 đồng. Dạ hả? Mỗi cái 5 đồng. Ừ. Rồi confirm lại là hai cái 10 đồng nha các bạn. Nhỏ xíu. Mà không có tươi nữa. Ngon chứ. Rồi bây giờ cô Trang bà xã về mình giao cái nồi bún riêu lại cho cô Trang bà xã các bạn, mình qua cái món gà hầm xả của mình ha. Đây cái món ba cái chân gà mình mua ở đây. Chân gà Mỹ này nó làm sạch sẽ lắm các bạn, nhưng mà về rồi mình phải cắt móng ha, mình cắt cái gan chân nó dưới xong rồi mình mới bỏ vô hầm được, chà muối ha. Bây giờ mình bắt tay vào ha, các bạn làm món này món đặc sản của mình đấy. Đây thời chánh về tới là ca sắp bắp chuối liền rồi đây. Rồi bây giờ thấy không các bạn, mình hạ lửa cho nó hạ thấp xuống nha, bây giờ mình bỏ thịt xay vô ha. Đây thịt xay mình chuẩn bị nãy giờ các bạn thấy rồi đấy. Bây giờ cô Trang bà xã bên kia làm rau rồi, bây giờ mình tiếp tục nấu tiếp. Đây thịt xay mình làm nãy giờ các bạn thấy rồi đó. Đây cái lửa mình hạ thấp xuống ha, bây giờ mình bỏ vô nè. Đó. Thôi mình để nhẹ chút xíu ha các bạn. Đó, mình tiếp tục gia thứ hai ha. Đó. Đấy mình vậy đó một hồi là thịt nó đặt lại giống như là viên hết trơn ha các bạn, chứ nếu mình để lửa sôi mạnh là nó rã ra hết. Nhưng mà mình cũng bỏ chừng 2 muỗng vô trước, mình quậy ra trước ha, cho nó ngọt nước dưới thịt cho nó ngọt. Bà xã mình thì thích ăn cái nó rã ra vậy đó thì bà xã thích hơn, còn cái mà nó đặt lại thì bà xã không có thích. Rồi đây cái nồi chân gà mình sắp ready rồi, thấy không các bạn, chân gà hầm xả ha. Mình hầm xả mình bỏ gừng vô các bạn ơi, bỏ tiêu vô ha cho nó thơm. Còn bên đây thì cái nồi bún riêu ha, đặc biệt là cái nồi bún riêu hôm nay. Đây bây giờ các bạn nhìn thấy nó giống là bún riêu chưa? Gần giống rồi ha. Rồi bây giờ tới giờ khách khứa tới đông rồi, chị ba mới về đây. Hello cô, cô chưa đây qua tới nữa rồi. Qua cái cọng bự nữa ra sao được. Rồi bây giờ có nhiều thợ phụ quá, bây giờ mình rảnh tay rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình đi làm sao mình nói. Cảm ơn nha cô, cảm ơn nha chị ba. Nãy giờ chạy muốn chết luôn. Ừ. Nãy giờ chạy muốn xỉu luôn, bây giờ trong chết không ai tới chứ. Rồi nào cũng riêu ready chưa? Ready rồi, giờ khách chưa tới đủ. Đợi khách tới đủ mấy anh. Giống bún riêu rồi đấy. Đang phải đại dương. Rồi bây giờ một chuẩn bị một dĩa rau quá to luôn. Cái siêu to khổng lồ hả cô? Ngon. Chuẩn bị một dĩa rau đó. Một dĩa rau để ăn bún riêu. Bên đây thì dĩa hành. Một lỗ bún khổng lồ luôn. Rồi các bạn xem nè. Ở Mỹ thì ăn tô xe lửa không ha? Cái tô khổng lồ không? Nó ở Canada rồi chứ gì, anh nghĩ nó ở Canada rồi đấy. Canada về đây nó có đâu? Ở Canada nó không? Ở đâu, không nhớ được, đi tới đâu nhớ. Rồi cái chân gà hầm xả ready rồi đó ha. Đặt được rồi đó. Món này cũng nhâm mì lắm mà. Dương Út mê món này lắm mà sao Dương Út không qua hả? Ừ, dặn rồi đó. Giờ khách chưa tới gì chưa người ta. Hello khách tới rồi, thứ năm của Anthony tới rồi. Rồi bây giờ mới múc ra chừa ba má em. Múc ra để riêng cho ba của ba với mẹ mình không có lại các bạn ơi. À, múc ra gửi về cho ba mẹ ha. Ba mẹ sáng mời mới ăn được. Rồi Dương Út đi công tác Italy về rồi đây. Nhớ Daddy rồi hả Evan? Daddy đi mất con từng một rồi về nhớ ôm rồi tội nghiệp không? Rồi tới giờ chuẩn bị ăn bún riêu rồi các bạn ơi. Tô nào tô nấy là tô xe lửa không nào, thấy chưa? Tôi sẽ lửa không đó. Mở lên chị.
Ready rồi, bây giờ ăn các bạn ơi, bây giờ ăn uống riêu nha, đói bụng quá rồi. Xoài, đây là xoài, đây xoài này xoài Thái nè. Xong rồi đi mua đồ ăn, cứ đưa cái xuống đó luôn hả? Search Google nói em đó. Bún riêu ra lò đây. Bún riêu ra lò rồi đây các bạn ơi, rồi tô bún đầu tiên nha. Mời các bạn bún riêu ha. Mời hết chân đại gia đình mình dùng bún riêu với anh em mình hôm nay. Rồi mời bà con ăn đi. Bà con ăn. Cái tô bưng hai tô, hai tay bưng nổi. Tô ai cũng đậy cái tô vậy. Mình ăn bún riêu ra. Vậy em bị thắc mắc là cái tô cũng ít quá. Bún riêu tô xe lửa không các bạn ơi. Người ta ăn phở tô xe lửa, còn bây giờ mình ăn bún riêu cũng tô xe lửa không? Quá rồi, quá rồi, nó về nó gặp tôi uống riêu nó mừng quá Thảo ơi. Mừng quá mừng. Mới đi trở về rồi. Đi ra liên từng luôn. Chỉ nguyên ổn luôn. Ủa gì anh ăn ngồi bên đó mà. Để tô bên đây. Rồi ăn đi các bạn ơi, bây giờ cái tô của mình nó to bên lớn vậy nè. Hết hầu cái tô chưa? Tô mình kêu bà xã mình múc nè, múc cái giận hay gì múc tô vậy đó. Quá chuyện quá đất. Múc lần, dụng lần là gọi là thằng bố của nó. Đường nó không có. Vô cá anh ơi. Vô các bạn ơi, happy cuối tuần nha. Anh em mình bữa nay uống riêu rồi, hồi có món đạm bạc đó là chân gà hầm sả. Biết không cho cái món đó ăn trước. Biết thì Úc đi Italy về mình mà mới ấy đó, mới làm chân gà hầm sả đó. Rồi dứt ăn luôn. Thấy không? Thì Úc đi Italy về, hôm nay qua Italy ăn pizza xong rồi các bạn. Cho nên bây giờ mình về đãi bún riêu. Hôm nay đi Italy nó nói qua Italy ăn pizza các bạn. Nhưng mà đi ra thằng tối kêu con cá là kêu thằng con đó nhìn nó nã không? Đi mua cá thì mình đem cá thôi á. Cá giống như ở đây mà có đồ xào, có đồ nó nướng cá này, nó nướng đừng cá sầm mắt, cá chân chùi không ra khỏi gì cả. Gặp gì là cầm cá khóc đi. Nản luôn. Cứ thế nữa. Ăn hoài không no, có con cá có đồ. Nó có công ty trả tiền mà kêu hai ba con luôn. Thì con cái món khác. Có phố nó nhỏ gì. Ở Italy thì đường nhỏ không mà cảnh đâu có lớn đâu. Ở đường chật lắm. Ở Europe hầu như là đường chật hết chứ không phải riêng Italy không. Qua châu Âu là hầu như đường chật hết, nó không có đồng. Có được đi xuống cái cảnh gì mà dòng sông gì có chèo ghe không? Ở đó ở Rome mà có em ở trong này có xe cách đâu 4 tiếng mà. Ở đó vậy mà ở hotel có đẹp không? Thì hotel ngay biển luôn mà. Hotel cũng được. Tại nó nói ở khách sạn ở Europe là phòng sửa dậy không có thế nào biển. Thành phố gì ra thành phố chờ ra thành phố gì là Roni hay gì cắm? Roni hả? Paris. No, ở Italy mà có Paris. Paris là cái thành phố nhỏ. Đâu ở Italy, anh nói là Italy cái chỗ mà cái thành phố mà cái sông mà ta chèo ghe. Cái đó rồi, chỗ đó rồi. Ở Venice. Chỗ cảnh đi là Paris. Ồ. Gì Paris? Bari chứ không phải là Paris. Ồ, không phải Paris hả? Không phải là Paris mà Bari. Đây thì coi y tá của anh là cho một tô chập bá luôn. Y tá của anh là ngày nào nghỉ ăn, ngày nào ăn
ngày nào thả ra thì ăn, ngày nào mà giảm thì giảm. Đây là theo các bạn, đã là múc cái giá bây giờ nó như cái cục giống như là bò viên vậy, nhưng mà nhìn nó bự chà bá luôn. Giờ tới thời chuyển qua là thịt thì nghĩ ăn rồi đó. Ê, cho anh không có thịt muốn vui không chơi vậy? Ừ, hả? Có đâu? Không phải vậy, không phải vậy, không có. Có này không có. Thì giờ tiết, cái đó cùng cái này cho nó cùng bún cùng thịt kìa. Tùy á, mà để review cái này cũng thiếu nè. Thịt tròn hả? Ừ. Cái thịt đó. Ừ, thịt bún riêu đâu có đâu. Tùy á. Thịt bún riêu đậm nhất mà. Review hiểu không? Cho bạn ăn xanh đầu quê. Xanh. Ừ đúng rồi. Cho ăn xanh là tới chăn bữa nay con thứ hai ăn nó ăn về nữa đó, không có bị đi lên má. Kế để nào. Mình đâu có ghé đâu, mình đâu có ghé nó đâu. Thứ hai thì là không biết đó. Em đâu biết được kia chạy về nó cái không có nữa, nó không buồn đại. Hôm qua em đi chợ thằng bé mà em đi chợ thằng hai hôm qua đi chợ đen cua đá ngon ghê chị ha. Tí nó mua cho má còn nó mua hai con về ăn hai cạn ngon thịt ngon má hả? Ừ, má thích cua má cua đá. Ừ, cua đá ăn thử cái chân gà cho con không? Thử cái chân gà nghe các bạn, bây giờ cái chân gà hầm xả không chịu giờ nè ha. Nhưng mà bữa nay ăn rồi, má lâu lâu quá ăn không ăn được. Nấu cháo đá ăn ngon lắm chị ha, cua đá ngon lắm. Chúng ta có thêm mắm chua chúng ta. Vừa ăn rồi khỏi chắc. Cũng vừa ăn, người ta ca vừa ăn. Tiết. Dạ. Chim gà ăn chưa cưng? Dạ ăn chút nè. Món ruột mà. Bữa nay Dưỡng Úc và... Bà tới á. Dưỡng đi Italy về mới làm chim gà đó. Em với tí mở mới luộc hai dĩa ăn không hết. Nhanh lên bên ba ơi. Đúng rồi, luộc ăn mưa đâu có hết đâu. Ừ. Có thấy mặt trời trăng gì đâu mà đủ ăn không mà hết chứ không? Anh mà đi làm hoài là nó đốt có đủ ăn cái má gì hết trơn. Cho anh chậm cho. Muốn có hay gì rồi hả? Vậy nóng đi, chạy đừng quá. Ghi bớt cái coi, ghi bớt cái coi. Trời ơi, gặp chị Út mừng quá à, đi đến Italy vậy. Đây em múc cho nào. Bữa nay cho mặc áo mới nữa rồi. Ngồi đi. Ngồi đi, chậm chết. Lạnh mà, ngoài lạnh, ngoài lạnh. Ồ, cái gì mới vụ gian tỉnh. Thầy chỉ ra xe nó làm đá chứ. Nó nổi rồi á chứ. Bữa nay nó để luôn. Bữa nay nó để là âm tới 12 độ á. Thì nó muốn riêu rồi. Hôm nay lạnh sốt. Ồ à. Bữa nay nó để là âm 12 độ đó mà sao chiều nay nó đổi rồi đó chứ. Chỉ có ăn được rồi. Hôm qua là nó để là chiều nay âm 12 độ F đó các bạn. Âm 12 độ F là gần 2 mấy độ C luôn. Tại vì tuần qua tuần sau là thiết không nguyên tình. Gặp mấy con quý này gặp. Có rồi. Hôm nay có mấy con nó ăn không hết đâu. Gặp mấy con quý cho thằng này. Mới tới á. Tới rồi thôi luôn. Đó là đi đi từ từ lên để em có hổ rồi. Bộ hổ gặp mặt đâu mà nói. Nguyên một tuần lễ nay em có gặp mặt em không mà dám ra bộ hổ gì bữa nay. Gặp làm gì cũng gặp. Ở nhà ta đợi tiếng anh đợi mượn anh ủi giùm anh biến mất tiêu. Thảo ơi, có hổ của tôi. Anh ba mà anh gặp Thảo là có nước gặp trong chim bao rồi. Bởi vậy. Cho mình thấy. Quên ha. Anh ba mà bưng hành nữa quá. Dạ. Ui, củ riêu ngon quá. Bây giờ ăn tôm quá trời nữa. Dạ, quá trời ngon. Ngon anh ba. Chưa ăn. Em nấu đó, em nấu đó ăn là đừng có chơi nghe. Ăn vô nó thinh luôn nghe. Chơi cái mất mạng. Ủa đừng bỏ rau luôn hả chị? Dạ, bỏ rau con đó luôn nè. Chơi mà mất nấu nữa vậy. Thôi nấu chơi thôi chứ. Ngon thì ta khen, dở nó chê chứ. Ngon, ngon. Ngon, 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 ngon. Bữa nay là đậu hũ trắng chứ không có đậu hũ chiên. Còn nhiều lắm mà anh hai. Nấu bự một nồi quá trời lớn luôn mà. Trang hết cho em tô này em ăn tới sáng luôn. Không cần ăn hai tô đâu. Cho anh ba. Ủa ai
ăn chân gà chị ăn à? Đúng rồi. Mà bà con các bạn ăn chân gà. Ăn muốn hết tô muối rồi ăn chân gà. Sao bỏ cái này? Ăn gà như vậy. Ở đây là món trắng muối tiêu không chị anh? Ăn món dân giả mà các bạn không có gì đặc biệt, bữa nay còn bún riêu nè. Là món dân giả rồi, kế đó là chim gà cũng dân giả luôn. Không có nào như tiện cái dân thịt quý là cứng. Quý là nó trâu rồi, không phải heo. Dạ. Yeah. Trâu hiếm không? Đây là con trâu. Em nói huyết bò đi còn bỏ mai chứ không phải huyết kiếm ra con trâu. Vậy cho nó lạ, cái gì nó cũng bỏ của em. Hồi sáng mà em nhớ là anh ghé ngàn em mua cua đá thì hai rồi. Em quên. Hả? Cua đá thiệt ngon vậy. Nó đem về mấy con cua đá nó mà thấy mà gặp không cũng nhầm đỡ ngon vậy, nhầm đỡ cũng mua về đó. Ngon thịt cao mà khó lắm, nhầm đỡ có bột. Ba hỏi là phải mình đi cưng chứ không thấy ảnh đâu nghe, không thấy ảnh thường đâu á. Đừng sao nghĩ anh ba. Nói. Hôm nay tới cái thằng quỷ thằng này nó xích nữa, nó xích cái ba nó bệnh nữa. Đó, cái ba nó bệnh, nó bệnh tất cuối tuần luôn. À. Bệnh hai tuần nữa. Bữa nay bà bầu rửa chén rồi. Thảo ơi, bữa nay cưng lại rửa đây cho đeo bắt chứng ngọng rửa chén không được đâu. Rửa đi chứ để chứng ngọng rửa không được đâu. Chứng ngọng đi đi. Anh ba, ăn thêm tô nữa không? Không, ăn chim gà. Ăn thêm tô nữa đi mà. Tới sao mà? Ngại dữ biết nè. Đừng có ai đang nghĩ ăn hết trơn á. Anh ba tới sao nghe, anh được quyền ăn nhiều nha các bạn. Gà chân gà, không được ăn tô no vô. Bây giờ anh ba anh mê cái món chân gà hầm xả lắm. Em có bị ép không? Ăn tự ăn. Ăn mà quay anh ba chân gà là quá tuyệt vời nè, thấy không? Món ghiền luôn nè. Rồi bây giờ ăn trái lựu đi các bạn ơi, ăn ổi nha. Ở Mỹ ăn vậy đó. Rồi các bạn nhìn coi chôm chôm nè, bữa nay nó đen vậy nè. Chôm chôm ở Mỹ ăn khổ chưa? Hôm hổm em mua nó đỏ lắm mà bữa nay đen vậy á. Để nó lạnh nữa hả? Thử coi mua của Trinh hay là mua của chị hả? Đó, đặt cái này ăn đi. Bánh này của chị hai làm á, gửi về cho anh em hổm còn nguyên đó, chưa ăn hết. Xong chưa bà rửa hoài cô Trang? Còn cái nồi nè, còn nồi to dành cho anh nè. Để đi ngồi rửa cho, lớn quá mà. Khổ không? Nấu ăn rồi bây giờ mình phải rửa nồi ra các bạn. Tốt lắm. Còn em là sống vui lắm. Đám cưới cho con gà mới đẹp lên, hình đám cưới chứ mấy mà. Để cho em là tiêu rồi. Xấu luôn rồi. Thôi bây giờ tàn tiệc rồi, bữa nay ăn bún riêu với ăn chân gà tàn tiệc rồi các bạn ơi. Bây giờ anh em mình chia tay các bạn ha, chia tay đi bà con ơi. Bye bye. Bye bye hết các bạn nha, hẹn lại video sau nha. Hôm nay ăn rồi anh em ngồi tâm sự quá. Bye bye cô Trang và xã ơi. Thôi bye bye ha, Nan Trần cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nan Trần Cuộc Sống Mỹ ha. Mình tiếp tục upload những video tiếp theo cho các bạn xem cho vui. Nếu các bạn thấy kênh mình vui thì đăng ký kênh hay ủng hộ mình ha. Rồi hẹn các bạn lại video sau. Bye bye. Bye cái kênh bye. Bye. Bye bye bye. See you next video ha. Bye cô vừa say. Cốt vừa say không chịu bay chân giận luôn mà chị hai bay không à. Rồi Đạt Trần có bay không? Lo ghiền ăn không? Đạt Trần của kia không chịu bay chứ. Bà con cẩn thận nha. Ù nó lạnh quá chừng các bạn ơi. Rồi xong rồi này cho cẩn thận. Đêm nay trời nó lạnh bây giờ như vậy là nhiệt độ xuống còn có 12 độ F hết các bạn. Như vậy là nó âm khoảng 15 độ C rồi ha. Thôi bây giờ mình chia tay các bạn mình nha. Hẹn các bạn lại video sau nữa ha. Chia tay lần nữa ha. Bây giờ anh em mình lên đường về hết rồi.